Công an Hà Nội bắt khởi tố nhóm đối tượng gây rối tại xã Đồng Tâm, Hà Nội. Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội. Ngày 16 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 30 tháng 3 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội theo quy định tại điều 245 Bộ luật hình sự năm 1999. Ngày 15 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra làm rõ. Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng đang tiếp tục giải quyết và triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Người dân xã Đồng Tâm đã bắt giữ 20 cảnh sát cơ động và đổ xăng lên người dọa đốt. Tin mới nhận, hôm qua chính quyền huyện Mỹ Đức, Hà Tây tổ chức cưỡng chế giải tỏa đất phục vụ công trình dự án xây dựng sân bay Miếu Môn tại xã Đồng Tâm. Đây là công trình thuộc dự án an ninh quốc phòng đã được lên kế hoạch từ lâu và trải qua các bước chuẩn bị, trong đó có cả vấn đề giải tỏa đất đai. Tuy nhiên, khi tổ chức thực hiện thì đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của dân tại đây. Rất đông dân chúng đã vây quanh lực lượng giải tỏa, dùng gạch đá, gậy gộc tấn công họ. Người dân Đồng Tâm đã bắt giữ 20 chiến sĩ cảnh sát cơ động trong lực lượng giải tỏa và tẩm xăng lên người họ. Chính quyền đã điều động hơn 30 chiến sĩ cảnh sát cơ động đến giữ trật tự thì bị dân chúng vây lại, bắt giữ tiếp và đổ xăng đốt nếu việc giải tỏa tiếp tục. Có thể thấy, ngay mọi việc đang vượt qua tầm kiểm soát của cả hai bên. Chỉ cần sơ suất quá khích là dẫn đến thảm họa. Mọi hành động bây giờ cần phải được kiềm chế, mọi hành vi, lời nói, đổ lửa thêm dầu đều là tội ác. Về phía chính quyền, dù cho việc bắt giữ người thi hành công vụ ở Đồng Tâm là vi phạm pháp luật, song trong lúc dân chúng đang quá khích thì không nên dùng sức mạnh mà phải tiếp tục đối thoại với nhân dân để hạ nhiệt và tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn. Về phía nhân dân Đồng Tâm, nếu quá khích mà gây nên thảm họa giết người thì chắc chắn họ sẽ gây thù, chuốc oán không phải chỉ với pháp quyền mà còn là người thân của những cán bộ chiến sĩ công an đang trong tay họ. Thử hỏi, nếu những người đang bị giữ đó là con em họ, đang làm nhiệm vụ ở nơi khác mà gặp phải tình huống như thế thì sao? Những cảnh sát cơ động kia trong tay có trang bị, được huấn luyện nhưng họ vẫn để cho dân chúng bắt mình, không phải vì họ yếu kém mà vì họ không chọn con đường bạo hành với nhân dân mà thôi. Chắc hẳn bây giờ đồng đội của họ, người thân của họ đang như ngồi trên đống lửa lo cho tính mạng con em mình. Mọi mâu thuẫn đều có con đường để giải quyết, nhất là mâu thuẫn có căn nguyên từ lợi ích vật chất. Đừng vì cái lời nhỏ trước mắt mà gây án mạng, vì như vậy sẽ mất tất cả, vì như vậy sẽ bị xã hội lên án. Sẽ chẳng có ai, lực lượng nào ủng hộ, cổ vũ cho việc giết người, nhất là giết nhiều người trong lúc họ không có tội.